Sáng nay, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp với một số bộ ngành địa phương lắng nghe báo cáo cho ý kiến về công tác chuẩn bị dự thảo nghị quyết trình Quốc hội cho phép thi hành luật đất đai năm 2024 vào ngày 1 tháng 7 tới đây, sớm hơn so với quy định trong luật là ngày 1 tháng 1 năm 2025. Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc xây dựng các nghị quyết của Quốc hội để thí điểm cơ chế chính sách mới đột phá về đất đai nhằm giải quyết những vấn đề thực tiễn nóng bỏng của các địa phương, doanh nghiệp theo tinh thần phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm soát, giám sát, đảm bảo điều kiện thực thi. Đối với nghị quyết thí điểm tách công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập, nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của công tác giải phóng mặt bằng trong triển khai dự án đầu tư, Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương đề xuất danh mục cụ thể dự án nhóm B, C theo tiêu chí hoặc những dự án cần tách công tác giải phóng mặt bằng để đưa vào nghị quyết thí điểm và chịu trách nhiệm bảo đảm nguồn vốn tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ, trình tự thủ tục trình Quốc hội ban hành nghị quyết về phân cấp cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh. Cho ý kiến về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất mà đất đó không phải là đất ở, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ, phạm vi thực hiện là đất thuộc những cơ sở thương mại, dịch vụ, sản xuất trong đô thị thuộc diện phải di rời do ô nhiễm, ùn tắc giao thông, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đai xây dựng. Những doanh nghiệp thực hiện dự án nhà ở thương mại phải có đủ năng lực theo quy định của pháp luật.